Vì sao xóa bớt email có thể giúp cứu rỗi môi trường trái đất, hạn chế ô nhiễm khí CO2? Xóa email thừa, bỏ đi sẽ góp phần rất lớn trong công cuộc xây dựng thế giới xanh, đặc biệt là khi cộng đồng cùng chung tay góp sức. Câu chuyện về vụ cháy rừng Amazon khổng lồ đang ngày một xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo sau khi nhiều người cùng chung tay lên tiếng. Không chỉ có thực trạng đáng báo động về tình trạng vụ cháy, những biện pháp kêu gọi giúp sức và bảo vệ môi trường cũng đang được dấy lên hết sức gấp rút thông qua biến cố này. Nếu bạn coi việc sống ở Việt Nam, nơi cách khu rừng Amazon nửa vòng trái đất, là một lý do bất đắc dĩ khiến khả năng trợ giúp bảo vệ môi trường của mình bị hạn chế thì đó quả thực là một suy nghĩ khá nhầm nhọt. Kể cả khi ngồi yên một chỗ, bạn cũng có thể góp phần giảm thiểu lượng khí thải ô nhiễm bằng cách rất đơn giản, xóa bớt email thừa. Tại sao email lại có liên quan tới lượng khí thải hay tình trạng ô nhiễm trên trái đất? Nghe cứ vô lý thế nào vậy nhỉ? Thế nhưng, sự thực sau khi được nói ra sẽ khiến bạn phải thốt lên rằng giá như mình biết sớm hơn đó. Về cơ bản, email và toàn bộ quá trình gửi, nhận chúng đều không trực tiếp xúc tiến tới việc thải khí CO2, nhưng các công cụ và thiết bị trung gian cần thiết thì có dính líu rất nhiều. Năng lượng chủ yếu là điện năng tiêu tốn cho các thiết bị này thực sự lớn. Tính trung bình server lưu trữ dữ liệu một năm liên tục cho một người dùng văn phòng thông thường sẽ tạo ra 135 kg khí CO2. Con số này tương đương việc lái ô tô đi hết quãng đường 322 km. Email cũ không cần dùng đến và đáng bỏ đi là một chuyện, email rác tự động gửi đến tài khoản còn là một bài toán đau đầu gấp bội. Theo nhiều thống kê từ các công ty thông tin an ninh mạng, có tới xấp xỉ 3/4 lượng email gửi đến của mọi người là thư rác, spam. Hàng chục tỷ kWh điện năng phải tiêu tốn mỗi năm cho tổng cộng hàng nghìn tỷ email rác trên trái đất, gây ra trên dưới 20 tấn CO2. Công cụ tự động lọc và xóa mail rác hiện nay chưa đủ tinh vi và cao cấp để ngăn chặn toàn bộ những hành vi này, khiến người dùng càng khó chịu hơn khi lại tiếp tục tiêu tốn thời gian, điện năng để tự tay xóa chúng. Vậy còn chờ gì nữa mà không thử thiết lập thói quen nhỏ mà có võ ngay từ hôm nay, thường xuyên kiểm tra và xóa email rác mỗi ngày để thế giới ngày một xanh và thân thiện hơn nhỉ? Kênh 14. Ha ha ha, 问什么的说呵